I'm wildin' out. I'm leaning in. I'm leaning in. Pushing off my sneakers to the ground. I do not jump, I move the earth down. Bear witness to the genius of my sound. Born at the bottom, but now I'm top down. Look, I'ma call it swagger. I slip through time zones like a cloak and dagger. Mad rubies on my chain, you can see your mane bubbling blood vein. Your girl's in my head because she's sipping on my champagne. Xin chào các bạn. Hiện tại trước mặt các bạn đây là chiếc xe BMX dòng Rocker. Chiếc xe này thuộc dòng BMX nhưng mà bánh của nó được thiết kế rất là nhỏ, chỉ có khoảng 10 inch thôi. Và hai bánh này có cấu tạo giống như là một chiếc xe bánh béo á. Tại vì có thiết kế nhỏ cho nên buộc lòng cái bánh này phải làm bự. Và đây là chiếc xe đầu tiên của Asama làm về dòng BMX Rocker. Thì các bạn có thể tìm thêm thông tin của chiếc xe này trên trang web của Asama. Chiếc xe này được giới thiệu từ hồi tháng 9 năm 2017. Thì bây giờ mình có cơ hội mình sẽ review về cái xe này để cho các bạn chúng ta có thêm một cái đồ chơi mới. Thì chúng ta có thêm lựa chọn mới các dòng xe địa hình ở Việt Nam. Thì đầu tiên về khung sườn, thì khung sườn của chiếc xe này được làm rất là chắc chắn, từ các cái mối hàn cho đến các cái càng sau và cái cổ buộc trước được hoàn thiện rất là chắc chắn và nước sơn rất là đẹp. Về phần yên thì phần yên của chiếc Rocker BMX này là của hãng DDK, một hãng chuyên sản xuất yên xe đạp. Về cái đùi này rất là ngắn, theo mình nhìn thì nó khoảng 10 cm, tức là cái đồ dài của giò dĩa chỉ khoảng 10 cm thôi. Và phần phanh sau là sử dụng phanh phanh đùm hoặc là phanh tang trống, chứ không có phanh bê hoặc là phanh dĩa như là các cái xe đạp bình thường mình sử dụng, vì cái bánh nó đã có kích thước rất là lớn rồi. Đây sử dụng phanh đùm. Và phần cổ lái và bô tăng thì được lắp ráp như là một chiếc xe BMX cỡ lớn, được lắp ráp như chiếc xe nhỏ này. Thoạt đầu ban đầu nhìn thì có vẻ là chiếc xe này dành cho trẻ em, nhưng mà người lớn là tuổi teen, chúng ta muốn trải nghiệm mới thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được chiếc xe này để chúng ta có thêm một cái môn chơi mới cho mình. Phần cổ lái thì được thiết kế cao, và nó cũng có một phiên bản khác luôn, tức là cổ lái thấp dành cho những bé nào mà muốn tập luyện cái xe cái size nhỏ thì mình có thể sử dụng cổ lái thấp. Còn đối với người lớn như mình thì mình chơi thì mình có thể sử dụng cổ lái cao. Nói thêm về hai cái bánh của cái xe này thì cái bánh này các bạn nhìn giống như là cái bánh đặc, nhưng mà thật sự ở đây là có ruột ở phía trong nữa, tại vì trên cái phần niền của nó mình quan sát là có một cái đầu van để hở ra để chúng ta có thể bơm hơi vào trong đó. Về pedal thì pedal của chiếc Rocker BMX này phiên bản zin của nó thì là sử dụng pedal nhựa. Nếu mà các bạn có ý định mà thử chiếc xe này á thì mình nghĩ là khi bạn chơi bạn cần phải thay pedal, tại vì đôi pedal này nó nếu mà mình chơi nặng thì nó sẽ không được bền, nên mình phải cân nhắc thay pedal. Cái thứ hai nữa mình cần thay đó là đùi thì mình thay một cái đùi nào đó nó có trọng lượng chắc khỏe hơn là cái đùi zin của nó nhìn không được hoàn thiện và đẹp cho lắm. Thì bây giờ mình sẽ mời Tiến với Long Huỳnh để thử trải nghiệm chiếc xe này, và chúng ta sẽ đánh giá nhiều hơn cái cảm giác khi mà trải nghiệm cái xe này. Trước mặt mình đây là rider Long Huỳnh và Tiến chơi ồ. Hôm nay Tiến chơi ồ và Long Huỳnh sẽ cùng mình trải nghiệm chiếc xe Rocker BMX tí hon này. Thì hai bạn đang bỏ một xíu thời gian để làm quen với chiếc xe này, thì lát nữa chúng ta sẽ làm một số cái trích nhẹ trên cái xe này để chúng ta xem cảm nhận của hai rider này về chiếc xe Rocker BMX như thế nào. Đây là khu vực quận 7 và bây giờ đang là 2 giờ trưa, thời tiết rất là nắng. Bây giờ Long Huỳnh đang thử chiếc xe Rocker. Chưa quen lắm. Xe hơi nhẹ. Xe hơi nhẹ.
sợ bực nữa. Vì chiếc xe này có kích thước nhỏ cho nên cái phần chainstay nó hơi ngắn, nên khi mình đẩy manual một cái là rất là dễ bật ngửa ra đằng sau. Phải mất một xíu thời gian mấy bạn này mới làm quen được với động tác manual. Như bình thường các bạn biết Long Huỳnh là full cap, half cap 180-360 trên BMX rất là mượt, nhưng mà lên chiếc xe này chắc là phải mất một khoảng thời gian mới làm quen lại được. I'm staying up, I'm wilding out, I'm leaning in, I'm leaning in. Pushing off my sneakers to the ground, I do not jump, I move the earth down. Bear witness to the genius of my sound. Born at the bottom, but now I'm top down. Look, I'ma call it swagger. I slip through time zones like a cloaking dagger. Mad rubies on my chain, you can see your name bubble in blood vein. Your girl's in my ear because she's sipping on my champagne. That's right, six figures in my back pocket. And that's right, 1 million in my safe deposit. That's right, I'm trill all day. I'm my way to a million, staying real all day. Man, I rejiggered the game plan. Scoop up your girl and she's getting the spray tan. Ha! And it was easy as that. Just a few lines of game and we out through the back. I got a black whip, take it to the streets. In the summer heat, the bass turned up. Leggy blonde on this hot beat. Can't touch me like I make ghosts. You wanna try me, come to my coast. I'm an east side boy and this boy don't play. Damn. Mặt lúc nào cũng phải ngưỡng lên trời, đít phải cong nha. Đít phải cong nha nè. Đó đúng rồi. Ba spin. Trắng quá. Trắng quá, bị đắng quá. Quá lean. Rồi móc đầu tiên là 27 cm nha. Mút lean 36 cm. 36 cm nè các bạn. Lên. Căng luôn nè. Kích thước bây giờ là 45 cm. À 45 cm. Xuống đây luôn. Chào mấy chú à. Chú đây đi học. Học trường nào con? Dạ con học trường nào mà ba lô của rồi xe nhìn đẹp quá con. Quay nó bên ngoài. Xin bị phá. Bắt đầu đi, bắt đầu. Tay một tóp với ông bên, tay một tóp á.
cây nhỏ gọn lắm, không ai lấy đâu. Giờ mình sẽ di chuyển qua để tìm spot mới, đó là cầu Ánh Sao. Bên đó có nhiều chỗ để ride cái chiếc Rocker Bimix này hơn. Xe này của năm 2017 luôn nha. Được sản xuất từ Asama. Asama brand. Chê nãy giờ chắc chắn á, mà chưa biết, để thử tiếp. Đây. Lên luôn nè, lên luôn nè. Cái này thật là thú vị. Bên lên, bên lên. Nó âm 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 nghe đúng. Sao Long? Cũng được. Nghe xe này cũng cứng á. Cứng hơn mấy chiếc exercise mà. Đùm bạc đạn luôn á, nhìn cho thấy bạc đạn luôn. Ngồi bánh bị gơ. Ừ, tại nó siết lỏng á, siết con. Nhưng mà cái bánh á, cảm giác đáp êm nha. Tại nó cái vỏ nó bự á. Vỏ bự. Vỏ bự, bề ngang hông nó bự hơn BMX thường. Xe rất là thú vị. Các bạn có thể mua về trải nghiệm. Nó sẽ mang lại những cảm giác đặc biệt. Hiện trường vụ tai nạn. Hiện trường vụ tai nạn, bánh xe còn vẫn còn đang quay. Sao vậy Tiến? Tiến té đúng nhẹ. Mời quá. Ba người kia, mấy người kia. Quá cười quá. Để lại anh. Mà té nó không có đau, cái này nó té té cái xe cái người mình nó thấp á. Xe này té không đau đúng không? Không đau. Vậy bố qua tập luyện cái xe này tập luôn. Mình quay phim, mình không có chụp hình sự kiện. Mình không có phục vụ khách hàng Phú Mỹ Hưng. Mình review xe. Đây là Rider Long Huỳnh. Rider Tiến nhỏ. Nãy giờ Tiến, mình với lại Long đã trải nghiệm qua chiếc xe này. Thì chiếc xe này hiện tại Asama đang bán với giá là gần 3 triệu, 2 triệu 900 ngàn đồng. Nếu các bạn nào có quan tâm về để tập trick hay là cho
em trai, em kết nghĩa, em gái của mình chơi xe thì các bạn có thể cân nhắc để mua chiếc xe này. Dòng xe này gọi là Rocker BMX. Xe này dành cho mấy thằng hát nhạc rock. Up lên luôn, up lên luôn, up lên luôn. Uphill. Uphill. Trời chó gì mà. Buổi tập luyện ngày hôm nay thì Tiến cảm thấy cái xe này như thế nào? Thấy cái xe này khá là chắc, đồ cũng tốt, nhưng mà có cái là hơi nặng. Hơi nặng. Đạp hơi mệt. Rồi về cái tay lái và ghi đông sao? Với tay lái và ghi đông thì tay lái nhìn thì đẹp nhưng mà nó hơi yếu. Với bô tăng siết không có cứng được, mình chơi một hồi là nó sẽ bị lạch, nó không giữ được cái bô tăng chắc, không giữ ghi đông. Còn về những cái bộ phận khác thì sao? Những bộ phận khác thì cũng ok, xe này cũng cứng cáp, chơi được. Good. Rồi Long cảm nhận cái xe này như thế nào? Được, sau mấy lần mà trải nghiệm đổi cầu thang hay là đổi dốc gì á thì phù hợp cho mấy người mà muốn chơi chơi giải trí thôi. Cũng được, cho con nít chạy cũng được. Cho con nít tập bắt đầu nhập môn xe đạp nghệ thuật rất là tốt. Xe này nếu mà muốn thay thì có thể thay được từ phụ cổ trở lên, bao tay gì nè. Chứ lại yên. Đúng rồi. Nâng cấp những món đó thì xe này nó sẽ tốt. Các bạn hãy like và subscribe channel Việt Rider nhé. Và channel của Long Huỳnh. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Ok, bye mọi người. And it was easy as that. Just a few lines of game and we out through the back. I got a black whip, take it to the streets. In the summer heat, the bass turned up. Leggy blonde on this hot beat. Can't touch me like I'm a ghost. You wanna